Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục quay trở lại với bộ truyện xuyên nhanh ký chủ cô ấy một lòng muốn chết chắp 32 nhé. Trước khi vào với bộ truyện, nếu thích mọi người có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm video hơn nhé. Mãi yêu. Nương nương, Tư điện hạ tới rồi. Lại đây, đừng đứng xa như vậy, tới bên cạnh mẫu hậu, để mẫu hậu nhìn kỹ chút như nào. Nhi thần hôm nay là lần đầu tới Chiêu Nhân Cung, chưa học được quy tắc, sợ va vào mẫu hậu, vẫn nên đứng ở đây là được à? Trước giờ nghe nói, Tào Quý Phi rất biết dạy cách, 3 tuổi đã có thể làm thơ, 5 tuổi hành động lời nói đã rất thành thục. Giờ xem ra, quả thực là vậy. Đứa trẻ này lại chú ý lễ nghi rồi, xem ra Tào muội muội ngày thường đã dốc hết tâm huyết, không cần sợ, sau này Trúc Nhi sẽ ở bên cạnh mẫu hậu. Mẫu hậu sẽ thay Tào muội muội chăm sóc con thật tốt. Nhưng con gầy yếu như vậy, là do người trước đây hầu hạ không tận tâm sao? Người đâu, đưa thái y tới kiểm tra, bắt mạch cho Trúc Nhi. Giờ nếu như bại lộ thân phận, phản diện nhà ngươi sợ là còn chưa lớn đã thất bị giữa đường rồi. Mẫu hậu, không cần phiền phức như vậy đâu, thân thể nhi thần trước giờ luôn như vậy. Hôm nay nhi thần có hơi mệt rồi, muốn xin cáo lui trước. Cũng được, nơi ở lúc trước kêu các ngươi chuẩn bị, đã thu dọn xong chưa? Hoàng hậu nương nương yên tâm, nơi ở sớm đã thu dọn xong rồi ạ, Tư điện hạ có thể trực tiếp vào ở. Vậy thì hầu hạ Tư điện hạ tắm rửa thay đồ, sớm nghỉ ngơi đi. Trốn được bắt mạch, không trốn được tắm rửa. Nguyễn Tiểu Ly, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Tứ điện hạ, xin người đấy, để bọn ta vào hầu hạ người tắm rửa thay đồ đi. Cút. Quái. Tất cả lui xuống hết. Còn dám xuất hiện. Giết không tha. Dạ, chúng nô tài giờ đi ngay. Tứ điện hạ rõ ràng chỉ mới 5 tuổi, sao ánh mắt lại dọa người như vậy? Cuối cùng cũng đi rồi. Hơ hơ, Nguyễn Tiểu Ly, tiếp theo ngươi định làm gì? Chỉ bằng chúng ta trực tiếp đi kiếm chuyện với nam chủ đi. Không, ta phải tắm rửa, ta chỉ là đứa trẻ 5 tuổi thôi, ngày đầu đi làm từ chối cạnh tranh. Hệ thống thế giới cập nhật phiên bản mới 2.0, liên quan tới bộ phận riêng tư của ký chủ sẽ buộc ngoại tuyến. Đáng ghét, sớm biết đã không cập nhật phiên bản mới rồi. Vẫn nên xin lỗi tứ đệ cho đàng hoàng mới được. Nhưng sao mà trong cung của tứ đệ không có ai hết vậy? Rào. Ở bên đó sao?